cho các bạn đứng đằng sau mình đây là cái mẫu xe concept Mercedes-Benz CLA concept, và đây sẽ là một cái concept cho xe điện. Chiếc xe này nó rất đặc biệt khi mà nó mở ra một cái nền tảng hoàn toàn mới của Mercedes-Benz, ví dụ như là kiến trúc MMA, kiến trúc module dành riêng cho những mẫu xe điện thế hệ mới của Mercedes-Benz. Và thứ hai nữa đó chính là nó sử dụng nền tảng thông tin và giải trí MBOS, tức là nền tảng MB thế hệ mới. Trong cái nền tảng mới này thì nó sẽ có những cái gì? Thứ nhất đó chính là về phần điện toán đám mây. Thứ hai nữa đó chính là sẽ có thể bổ sung những cái công nghệ AI. Thì hiện tại ở CES 2024 này thì Mercedes-Benz họ cũng giới thiệu về những cái công nghệ AI đó. Thì có thể mình sẽ gửi để các bạn đến clip sau. Còn clip này thì mình sẽ nói về cái chiếc concept CLA thế hệ mới. Điều đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn đó chính là phần thiết kế của cái mẫu xe này. Trước hơn hết, đây sẽ là một thiết kế rất là tương đồng với mẫu xe sẽ được ra mắt vào cuối năm 2024 này và sẽ bán ra vào năm 2025. Mercedes-Benz đã khẳng định cái điều đó, và các bạn có thể nhìn thấy những cái phần thiết kế của cái mẫu xe concept này thì rất giống với một chiếc xe bình thường. Nó chỉ khác một chút xíu đó chính là phần mặt ca lăng hình miệng con cá, nó phát sáng và nó lấp lánh, rồi nó là những ngôi sao ba cánh được làm 3D, làm nổi khối, thì nó sẽ có phần khác. Có thể là nó sẽ không thực tế cho lắm, nhưng những cái phần đèn với cái họa tiết logo ngôi sao ba cánh của Mercedes-Benz rất là đặc trưng thì chắc chắn nó đã xuất hiện. Ví dụ như là ở trên mẫu 5 Series thì đã từng nhìn thấy rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chiếc xe này được sử dụng nền tảng kiến trúc 800V, đem đến khả năng sạc siêu nhanh, công suất tối đa lên đến 250 kWh. Nó sẽ tương tự giống như là Audi e-tron hay là Porsche Taycan vậy đó. Quãng đường mà chiếc xe này đi được lên đến hơn 700 km nếu mà theo tiêu chuẩn WLTP. Thêm một điều nữa đó chính là nó sẽ được ứng dụng công nghệ ADAS thế hệ mới của Mercedes-Benz. CLA là một mẫu xe rất là được ưu tiên trang bị những cái gì đó mới, ví dụ như là MBUX thế hệ đầu tiên nhất vào năm 2018 cũng được trang bị trên mẫu CLA All-New. Hy vọng thế hệ CLA tiếp theo cũng sẽ có những cái điều mới mẻ tương tự như vậy. Ở bên trong nội thất các bạn sẽ nhìn thấy nó là một bầu trời không khí, nó tràn ngập cái sự sang trọng, xa hoa của Mercedes-Benz. Mình không biết là mẫu xe thực tế khi mà ra ngoài thì nó sẽ còn lại được bao nhiêu phần trăm. Tuy nhiên cái mẫu xe này đây rất là đẹp. Thứ nhất đó chính là cái hệ thống màn hình với 3 màn hình. 3 màn hình này Mercedes-Benz sẽ gọi chúng là Hyper Screen hả? Chưa, nó là Super Screen thôi. Còn Hyper Screen thì nó sẽ bự hơn nữa. Đấy, nhưng mà rất là đẹp ha các bạn ha. Nhìn nó rất là thông thoáng, nó không có hốc hác, nó không có góc cạnh, nó rất là phẳng nhưng mà nó rất là đẹp. Màn hình nó đặt nổi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, cái màn hình nó đặt nổi này, nhìn nó rất hiện đại luôn. Khu vực để chân vô cùng thông thoáng, đó là lợi thế của xe điện sàn phẳng, không có hộp số. Thực tế chiếc xe này có hộp số 2 cấp nếu như mà theo thông số của nhà sản xuất, nhưng nó sẽ khác so với những cái hộp số 4, 5, 6, 7, 8 cấp hay là 9 cấp như thông thường, nên nó sẽ không chiếm diện tích ở dưới sàn xe. Đẹp quá các bạn ơi, giá như nó là thật nhỉ, quá tuyệt vời luôn. Không cần nó phải quá thật, nó chỉ cần khoảng 80% thôi. Đấy, đây là không gian hàng ghế thứ hai này, đặc trưng của CLA rồi. Kích thước thì không quá lớn, hàng ghế thứ hai thì phục vụ di chuyển thành phố là chính yếu, nhưng mà nhìn nó rất là thoáng. Để mình đi về đằng sau mình sẽ để các bạn nhìn cái phần cửa sổ trời rất là tuyệt vời của mẫu xe này. Đẹp quá, không còn từ gì để tả luôn. Thiết kế của Mercedes-Benz thì mỗi người mỗi mắt, nhưng mà riêng với chiếc CLA này á, thì nó khác so với những cái chiếc xe điện mà Mercedes-Benz đang phát triển hay đang bán. Nó rất khác luôn. Và nó giống như một chiếc xe xăng nhưng mà được làm hiện đại và đẹp hơn. Cụm đèn đằng sau, ngôi sao ba cánh. Cái này sẽ là thật, tại vì ở trên những chiếc E-Class thì nó đã là như vậy rồi. Trời ơi, cái phần đuôi quá đẹp. CLA là mẫu xe mà mình hay gọi nó là một chiếc xe coupe, tại vì được thiết kế rất là mượt mà. Nhiều người cho rằng nó là phù hợp với nữ, nhưng mà mình thật sự là mình thấy nam giới cũng rất là hợp, vì cái kiểu dáng coupe này nó mang đến sự đẹp thể thao. Đây các bạn sẽ nhìn lên đến cái phần trần kính này đã chưa, quá đẹp luôn. Nhiều cái mẫu xe cũng làm trần kính kiểu như thế này rồi, ví dụ như là Porsche Taycan chẳng hạn, nhưng mà nhìn nó không có lung linh giống như kiểu Mercedes-Benz được. Đầy đồng quá, họ cũng không cho vào, họ mở vậy thôi, nhưng mà xem như thế này là đủ rồi, quá đẹp. Đó, các bạn nhìn thấy phần ngoại thất nhé. Hầu hết những cái chiếc xe hiện đại làm đều mượt, không có nhấn nhá góc cạnh, không có quá thể thao hay gì đâu. Đây, để các bạn nhìn vào cái phần quay. Ba màn hình đẹp chưa? Vấn đề là cái cách mà nó bố trí cái màn hình rất là hợp lý. Tay nắm mở cửa ẩn này,
chắc là phải nhấn thì nó mới mở ra. Tương tự giống như là những cái mẫu EQ, EQ ấy. Gương mỏng, khí động học rất đẹp, sơn màu tương phản luôn. Bánh mâm cỡ lớn và có thể sẽ làm một cái mâm với cái ốp đặc để làm sao tối ưu hóa cái tính khí động học. Hiện nay thì trong thị trường xe điện, Mercedes-Benz đang là một trong những cái thương hiệu làm tốt nhất về khí động học, làm tốt nhất về tối ưu hóa năng lượng. Một chiếc xe đi được cực kỳ xa luôn. Dung lượng pin của chiếc xe này được dự đoán rơi vào tầm khoảng 90 kWh và nó cho phép sạc nhanh 15 phút, đi được 300 cây luôn. Nếu mà theo tiêu chuẩn WLTP thì là 750 km sau một lần sạc nha. Đó, mình vừa mới lấy máy tính ra mình nhầm rồi. Công suất thì nó chỉ nằm ở 235 mã lực thôi. Và tương tự giống như là nhiều những cái mẫu xe EQ khác của Mercedes-Benz thì cái phần công suất của những chiếc xe điện họ làm không có quá cao, và điều này nó vô cùng hợp lý. Bởi vì sao? Làm sao cần cho một cái chiếc xe đi xa nhất có thể là thứ nhất, và thứ hai nữa là mô men xoắn của những chiếc xe điện rất là cao. Chính vì vậy nó sẽ cũng không cần quá nhiều công suất. Và tốc độ tối đa thì các bạn để ý, dù là những cái mẫu xe lên đến cả 700 mã lực hay là 650 mã lực thì giới hạn cũng chỉ 180, 203 hay là 204 là cùng thôi, không thể nào giống như những chiếc xe xăng. Chính vì vậy, ví dụ như chiếc xe này chỉ cần 180 km/h là được rồi. Mình ví dụ vậy, có thể là không tới hoặc là 170. Đẹp quá. Đây sẽ là chiếc xe rất là đáng mong chờ. Chiếc xe này được giới thiệu lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện IAA ở Đức. Mình đã trực tiếp đi cái sự kiện đó và tìm khắp tất cả các quầy của Mercedes-Benz nhưng mà không nhìn thấy cái chiếc xe này. May quá là họ mang đến CES tại Las Vegas để show off. Đó là những cái thông tin và những hình ảnh nhanh nhất mình muốn gửi đến các bạn về mẫu xe Mercedes-Benz CLA Concept thế hệ mới. Một chiếc xe điện rất đáng để mong chờ, rất đẹp. Xin chào.